Nhìn em nhỏ thế này thì liệu có sản xuất em bé được không ạ? Nhỏ con thì mặc nhỏ con vẫn đẻ ra con bình thường. Không thích bạn nữ có nhiều lông. Em nghĩ là con người thì chắc ai cũng có lông. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Rồi, mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Dạ, chào. Ngồi đi rồi. Bạn rồi. Rồi, mời em gái giới thiệu. Kính chào khán giả trường quay. Chào chị Cát Tường, cùng chú Quỳnh Linh. Chào luôn bạn bên kia rào. Chào cả ekip quay hình bên trên. Tên em mẹ đặt Như Trinh, 25 tuổi vẫn mơ vơ một mình. Quê em Quảng Ngãi thân yêu, lại thêm hương quế đắm say lòng người. Nghề nghiệp đó là kỹ sư, chuyên về xử lý môi trường chúng ta. Hôm nay tham dự chương trình, mong là thoát ế, chọn đời bên anh. Đến đây xin phép được dừng, để bên kia được tỏ bày cùng nhau. Câu thơ để chào khán giả giới thiệu về mình ha. Bên đây. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và cùng toàn thể mọi người đang có mặt tại phim trường ngày hôm nay ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Mạnh Tú ạ, năm nay 27 tuổi. Dạ, em đến từ Đồng Nai, Biên Hòa, đang làm nhân viên ngân hàng Agribank cũng tại Biên Hòa, Đồng Nai luôn ạ. Em nói chút xíu về cái ưu điểm của em và khuyết điểm của em đi Tú. Ưu điểm của em là thường cũng hay vui vẻ, hay tâm sự, tình cảm với mọi người. Nhược điểm của em thì em vẫn còn hay ham chơi, rồi em chưa được nghĩ xa nhiều. Nhà em hiện tại còn mỗi mẹ em thôi, ba em thì mất rồi, thì em cũng không phụ được mẹ nhiều nữa. Hy vọng rằng em sẽ tìm thêm một người nào đó để chúng ta sẽ bù đắp khuyết điểm đó ha. Dạ. Chăm sóc mẹ nhiều hơn. Thôi, mời bạn gái. Rồi, mời Trinh. Những ưu điểm của em là độc lập, thân thiện, siêng năng, em nấu ăn ngon. Ngoài ra thì em còn biết chi tiêu hợp lý và không phung phí đồ ăn ạ. Về điểm yếu của em thì em cũng hay quên những thứ linh tinh, như là lâu lâu em cũng có bỏ quên chìa khóa trong cốp xe. Có vài lúc thì em khóa cửa, em bóp ổ khóa rồi em mới nhớ là chìa khóa em bỏ trong nhà. Nếu mà nói về tìm đồ thì mẹ anh là rất là giỏi về rồi đấy. Thì anh cũng thực sự là cũng hay rất quên, nên em yên tâm ạ. Dạ vậy thì em yên tâm ạ. Em gái đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua một mối tình chính thức khoảng 1001 đêm ạ. Dạ vào khoảng 3 năm ạ. Quen nhau lâu thì nó cũng xảy ra cãi nhau nhiều chuyện ấy ạ. Trong đó có chuyện là bạn ấy dẫn em về nhà, nhưng thấy em cũng nhỏ nhỏ nên mẹ bạn có câu hỏi là nhìn em nhỏ thế này thì liệu có sản xuất em bé được không ạ? Rồi em trả lời làm sao? Em bảo là lịch sử ngàn đời đã chứng minh rồi ạ. Từ đất nước Nhật Bản cho đến quê hương Việt Nam mình đây thì chỉ cần là người phụ nữ thì đều có thiên chức làm mẹ. Nhưng mà sau đó cũng có cãi vã gì đó, em có níu kéo nhưng mà không được nên cuối cùng đành buông ạ. Lúc đó em phải trả lời ngay với bạn ấy để về nói với mẹ bạn ấy là nhỏ con thì mặc nhỏ con vẫn đẻ ra con bình thường. Gì đâu mà. Rồi từ lúc chia tay bạn đó tới giờ thì có ai đeo đuổi mình nữa không? Xung quanh em thì cũng có nhiều bạn trai nhưng mà cũng chưa có quen được với nhau. Có anh thì ảnh cao đến 1m8 ạ, cao quá ạ. Có anh thì anh đẹp trai nhưng mà hơi lăng nhăng. Có anh thì lúc mà em vào phòng chơi á thì lông tay lông chân nó rụng đầy phòng ấy ạ. Cái gì rụng đầy phòng? Dạ lông tay lông chân á, em thấy thấy lông tay lông chân rụng đầy phòng. Chào cô. Cô khó quá, tôi có lông rụng kệ ta. Nhưng mình phải dọn cho nó sạch đấy ạ. Trời ơi. Phải lông tay lông chân người ta không? Nhiều khi ta nuôi chó nuôi mèo gì đó, lông chó lông đồ gì đó. Ở trong phòng không có nuôi động vật mà em thấy trong phòng tới 5 bạn nam. Sao nhiều khi biết lông của mấy bạn kia sao? Nhưng dạ, mà tại lúc đó em nhìn thấy như vậy em sợ quá em chạy luôn ạ. Trời ơi, trời kiểm tra đây có lông không? Em là nhà no luôn á. Không có lông luôn hả? Dạ, nè em nói thẳng. Bạn mà đi trống lỏng không có lông được chưa? Không có lông ạ. Em nghĩ là con người thì chắc ai cũng có lòng. Bỏ qua vấn đề lông này đi ha. Con gì đúng mà rồi, không có lông. Trời ơi thiệt con này. Thôi mệt quá đừng có nói chuyện có lông nữa được không? Đúng là nhỏ con thiệt á. Nhưng mà sao khó quá. Dạ em cũng dễ mà, tính em dễ lắm. Choáng lắm rồi đó. Thực sự thì em cũng không thích bạn nữ có nhiều lông. Bạn nữ có nhiều lông. Bạn nữ có nhiều lông. Dạ,
thật sự. Thôi bỏ cái vụ lông đi. Trời ơi, nói cái chuyện khác dùm cái đi. Dạ. Em thì cực kỳ ít luôn ạ. Trên bàn tay của em hình như là không có lông luôn ạ. Đúng rồi, tay nhiều lông quá thì nhiều khi cũng anh cũng hơi sợ. Trời đất ơi. Rồi có lúc bạn sẽ thấy lông nó giá trị như thế nào. Dạ, muốn tìm một cái mẫu người bạn gái như thế nào nè? Từ 1m55 lên, thân hình thì nhỏ gọn, nói chuyện thì nhanh nhẹn, lanh lợi, biết cách giao tiếp, thích trẻ con. Tại em cũng rất là thích trẻ con. Bây giờ em thấy cô kia đáp ứng nhu cầu của mình không? Cách nói chuyện thì miền Trung thì cũng gọi là văn thơ thì cũng lai láng, giao tiếp được, tốt. Về cái vui tính thì em thừa cái vui tính luôn anh. Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Vì em cũng hơi nhỏ nhỏ nên em cũng muốn tìm bạn trai cao cao to to xíu ạ. Khoảng cỡ dưới 70kg là được ạ. Người không hút thuốc và không có tiền sử hút thuốc ạ. Dạ em có tiền sử hút thuốc chứ. Vậy khả năng bỏ thuốc như thế nào anh? Quan trọng là cái người mà yêu cầu anh thôi, quan trọng như thế. Rồi còn gì nữa không em? Nhậu ít thôi ạ. Nhậu ít thì đôi lúc này em còn đỡ cho được, khi nhậu nhiều quá em đỡ không nổi ạ. Em không thích bạn trai sâu muối ạ. Tại thường mấy bạn sâu muối hay muối. Thích mấy bạn nữ như người mẫu ạ. Dạ anh chào chị. Rồi, chào ạ. Em dạ, trời đẹp trai dễ thương dạ. Quá. Cảm ơn. Có sáu muối không em? Dạ em có một muối thôi ạ. Em có chung thủy không? Em chưa có người yêu nên em chưa biết được. Với lại bây giờ cái sự chung thủy phải nói là từ hai bên. Nhiều khi em cũng chung thủy nhưng mà bạn ấy không chung thủy thì em cũng bỏ tay thôi. Em có tật xấu gì không? Hiện tại mình còn ngủ với mẹ. Dạ. Rồi. Nói chung như nào có vợ em ngủ vợ là em hết ngủ với mẹ. Cái đó đâu có gì đâu tật xấu. Thực sự em cũng chia sẻ về vấn đề ngủ với mẹ này. Lúc trước em cũng ngủ riêng nhưng mà có một thời gian thì ba em mất ấy, thì mẹ cũng vào một cái giai đoạn gọi là bị trầm cảm gì chết. Trải qua được mấy năm trời ngủ với mẹ này. Bây giờ nhiều khi muốn dứt ra cũng dứt không được. Nếu có vợ thì sẽ tất nhiên là ngủ với vợ rồi. Khi nào lấy được? Dạ tầm 3 tháng là lấy được rồi. 3 tháng nữa, đã chuẩn bị gì chưa? Dạ chuẩn bị thì có mẹ chuẩn bị hết rồi. Trời ơi cái gì dạ. Cũng mẹ cho được. Mình không có chuẩn bị gì hết trơn hả? Em chỉ có trái tim chân thành là đủ rồi. Em nghĩ là như thế. Trời đất ơi đó. Em muốn lấy trái tim nên em lấy nha. Thôi bây giờ bạn gái đi với ai? Dạ em đi với em họ và những người bạn ạ. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Em thấy anh cũng rất là dễ thương, tính tình cũng hiền, lễ phép ạ. Chị nấu ăn rất là ngon ạ. Anh được chị em nấu cho anh ăn thử thì đảm bảo là anh sẽ theo chị em về Quảng Ngãi luôn ạ. Bạn trai mình đi với ai? Hôm nay em đi với mẹ em và các anh chị. Dạ các anh chị đang ngồi. Chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường ạ. Dạ. Tôi là tên là Nguyễn Thị Đông, là mẹ của Nguyễn Mạnh Tú. Giờ hai bạn gặp mặt nhau để chúng ta coi mình có nợ với nhau nữa hay không. Mở rào. Bó hoa này. Dạ, em cảm ơn. Anh có cảm nhận thế nào về em ạ? Khi mà nghe em nói chuyện ở trên sân khấu này thì anh cảm nhận thì em cũng đã có nhiều tâm tư. Anh có sở thích gì? Giờ sở thích của anh thực sự là chỉ biết ngủ thôi, đi du lịch chẳng hạn rồi coi phim này hay là rap một vài bài vui vui ở đấy thế thôi. Anh đã từng đi du lịch những đâu rồi ạ? Hiện tại em chỉ đi du lịch được vài nơi với gia đình thôi, là đi mấy cái đảo như dạng Bình Ba chẳng hạn. Có dịp em sẽ dẫn anh về đảo Lý Sơn ở quê em ạ. Hiện tại thì nó cũng hoang sơ nên cũng khá là đẹp. Em thích đi tới những nơi cũng gọi là lãng mạn như Sapa ấy ạ. Sapa đấy ạ. Em cũng thích tới Paris nữa. Nhưng mà mình lên Sapa thì mình có thể đi tới Paris trong giấc mơ cũng được. Rồi em nhắm cái tướng đó nhỏ nhỏ vậy rồi hỏi má mẹ coi là tướng nhỏ nhỏ vậy là có sanh em bé được không? Cái đấy là tùy vào tâm sinh lý của mọi người đó, không có chọn nhỏ hay lớn rồi. Nó đang buồn quá, em hát sớm lên chút xíu. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa rất thống nhất màu xanh. Ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa. Bà ngồi nghe gác bà ra chiếc xe đạp chóc sơn. Ông muốn tặng bà anh một đoá hoa và đó là món quà đầu tiên. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm em ơi, dần nhau không nói một lời,
CV không đẹp, Facebook lộn lời ơi. Đang dễ thương mà. Rồi, hai bạn nắm tay nhau, mình nghĩ cái gì mình nói cái nấy. Cho anh xin phép. Nói cái nào? Khi mà quyết định mà đăng ký chương trình này thì thực sự anh cũng rất là nghiêm túc. Và lên đây để mong muốn để tìm được gọi là một người để gọi là yêu thương hoặc là đến với nhau, thì mình cũng sẽ trân trọng cái điều đó. Làm bài rap cho bạn gái cho mình. Nghe nói là học rap hay lắm đúng không? Xin phép rap một bài vui rồi. Rồi. Em có yêu bản thân mình không? Nếu có làm tình địch với anh nhé. Nhà em có bán rượu không? Nhưng mà nào sao nói chuyện với em anh say quá. Có bán ạ. Có bán ạ. Vòng tay anh không quá lớn, đôi chân anh cũng không được quá dài, nhưng mà để ôm em hay chạy đến bên em thì việc gì anh cũng không ngại. Để ôm em hay chạy đến bên em thì việc gì anh cũng không ngại. Dễ thương quá. Hãy quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Mời hai bạn. Hả? Chị có bấm không? Sao em bấm mình nhìn ai dữ vậy? Dạ không, em bấm mà sao em chưa thấy tín hiệu. Chắc là do nó hơi nhẹ nên em phải bấm mạnh thêm. Thôi nắm tay nhau đi. Hôn bạn gái đi em, kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp nhau. Dạ không anh ạ, em chỉ đi xem thôi chứ em không có xem được cho người khác ạ. Có xem, tưởng đâu xem người khác xem tôi còn sao. Ta tưởng anh Linh là người nào giàu. Anh Linh là giàu từ ngày xưa đến giờ rồi ạ. Hả? Thấy chưa, hay phải bỏ ra đúng ghê, dễ sợ chưa. Cái gì, cái gì? Anh giàu tình cảm mà. Giàu tình cảm? Đúng không ạ? Thấy không? Dạ. Rồi sao nữa? Hậu giận coi sao? Hậu bệnh tốt ạ. À, tốt dạ. Con cháu đầy đàn. Ồ, vậy hả? Có gì nữa? Dạ, thầy bói thì mình chỉ coi một phần thế thôi anh. Còn lúc nào mà có thời gian thì anh gặp riêng em đi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Phú Thái. Năm nay em 27 tuổi. Công việc của em là nhân viên kinh doanh. Em sinh ra thì ở Hà Nội, mang trong mình nửa dòng máu Huế. Và lớn lên thì ở phố núi Bảo Lộc, Lâm Đồng. Hiện tại thì em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Không biết quan gì thấy rối rồi ha. Bây giờ bạn thấy trong người thế nào, hơi rung đúng không? Không, rất là háo hức ạ. Háo hức hả? Mong chờ. Mong chờ điều gì? Ủng mà là hóa đồng của cái đẹp ạ. Rồi bây giờ hai quá, cô gái đẹp. Cô gái đẹp sẽ giới thiệu về mình. Em tên là Vũ Diệu Hằng, năm nay em 26 tuổi. Em đến từ Hà Nam. Hiện em đang làm công việc hành chính văn phòng. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hiện tại thì em 2 ạ. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dạ một mối tình đều 3 năm hết ạ. Hai mối tình là 6 năm rồi. Gần 5 năm nữa là 11 năm rồi. Sau 5 năm, 5 năm sau này là không có quen ai hả bạn? Dạ đúng rồi ạ, 5 năm này rồi chưa quen ai. Sao một khoảng thời gian dài vậy? Dạ tại vì em thích như vậy chị. Tại vì con trai mà tự do tự tại rồi mình. Nói chung là em giống như Nam Nhi vậy á. Ủa vậy chứ không phải nói em nữ Nhi. Không, ý là cái chí Nam Nhi á. Mình phải tung hoành ngang dọc cho nó thỏa chí làm trai cái đã. Trong 5 năm vừa qua là bạn tung hoành những gì, bạn làm gì mà không có phụ nữ bên cạnh hả? Dạ thì em vẫn đi làm rồi, bạn bè rồi, mình đam mê những cái sở thích, mình đi du lịch hay là mình khám phá gì đó. À là cũng có. Giờ đi luôn đi, vô đây chí. Không, năm nay 27 rồi anh. Hả? 27 rồi, thấy đủ rồi. Đủ rồi hả? Giờ tung hoành đủ rồi đúng không? Dạ. Thế bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Có thì dễ chị, tại vì chú rể lúc nào cũng có rồi, giờ thiếu cô dâu thôi. Bạn tưởng tượng cô dâu bên kia như thế nào? Theo như mẹ em hay nói với em á thì đẹp xấu không quan trọng, rồi giàu nghèo không quan trọng, quan trọng là cô ấy biết cách sống, cách ăn ở, rồi khôn khéo trong cách ứng xử hàng ngày là được rồi. Còn bản thân em á thì không cần phải nghiêng thùng đổ nước hay là nghiêng nước nghiêng thành đâu ạ. Nghiêng đổ lòng em là được rồi. Rồi thì để cô bên này nói xem sao. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Nói về một mối tình mà sâu sắc mà đến từ hai phía thì chắc em chưa có cái may mắn đấy ạ. Chưa có. Dạ. Chỉ có những mối tình nó thoáng qua, nó chỉ thoáng qua thôi chị ạ. Nguyên nhân tại sao mình chưa tìm được một người nào đó, một cái tình yêu nào đó sâu sắc? Em nghĩ là tại vì là cái ấn tượng lần đầu tiên ấy của em mà gặp một bạn nam nào đấy nó rất chi là quan trọng. Nếu mà mình phải có cảm tình tốt, ấn tượng tốt thì mình mới duy trì được cái mối quan hệ đấy. Chứ còn nếu như mà lần đầu tiên mà gặp mà ấn tượng mà không tốt quá thì có thể là sẽ không có cuộc gặp gỡ lần thứ hai ạ. Có nghĩa ngày hôm nay là rất quan trọng. Dạ, một rồi. Sẽ có nữa, còn hai là sẽ vâng chấm dứt, đúng dạ, không? Dạ. Thế mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình đi, thì trước tiên thì bạn ấy phải cao trên 1m7. Người phải đậm một chút, đừng có mong manh giống em quá. Đậm là sao? Đậm là sao? Người phải đậm đà ấy. À, tức là mập một chút ạ. Tính cách thì bạn ấy phải điềm đạm. Cái thứ hai là em muốn bạn ấy
cùng sống với bố mẹ thì càng tốt ạ. Bố mẹ của bạn ấy á hả? Dạ đúng rồi ạ. Tại sao vậy? Tại sao phải cùng bạn trai phải sống với bố mẹ càng tốt? Tại vì cuộc sống hàng ngày thì em cũng tương đối là ít nói, ít giao tiếp với người khác, nên là trong một cái môi trường mà gia đình mà đông một tí thì cái sự mà mình giao tiếp hàng ngày nó sẽ nhiều hơn. Đấy là cô này đặt em đặt ra tiêu chuẩn ngộ nha. Nếu bạn có biết làm có đảm đang nội trợ trong gia đình không? Dạ em nghĩ là em cũng có thể nấu ăn được, dọn dẹp thì cũng ổn ạ. Công việc nội trợ thì em nghĩ là cũng ok. Vâng. Điểm nào bạn không thích ở người bạn trai? Nói nhiều ạ. Em muốn là bạn ấy phải biết uống một ít rượu. Không, cái đó là ok. Uống ít thôi nha, chứ không phải uống rượu đâu. Đúng rồi, phải biết uống á. Biết uống nhưng mà biết điểm dừng nữa hả? Thường thường là chưa bao giờ em say chị ơi. Cái đấy là nếu mà về sau mà có cơ hội mà tiếp xúc với bạn nhiều hơn thì mình sẽ cố gắng để kiểm chứng ạ. Vậy là bạn này cũng uống dữ lắm. Em muốn không? Được mấy chai vậy em? Dạ không, em cũng chỉ vừa đủ thôi ạ, chứ không được nhiều đâu ạ. Bây giờ bạn trai không thích điều gì ở phụ nữ? Lười biếng và mê tín ạ. Con gái mà thích đi coi bói quá là em cũng không thích ạ. Ủa người ta coi bói, người ta coi cho trước hôn nhân gia đình thế nào? Mình xem cho vui cho chứ đừng có bị mê tín quá à. Dạ, có một ít à. Vâng. Bên kia có thích coi bói không? Em cũng có coi ạ. Nhiều không em? Dạ cũng có một ít ạ. Một số lần rồi anh ạ. Đừng ai ít nha. Mà thầy bói nói sao? Ở nhà mẹ anh cũng mê tín dữ lắm. Thầy bói nói sao? Dạ đúng rồi, thầy đầu tiên mà em đi xem ấy chị. Thầy nói là có 3 điểm. Là em thấy là em đúng đến giờ luôn. Thì thầy nói lần đầu tiên là gia đình em ấy, thì em là con thứ. Thì đúng, điều đầu tiên là như thế. Điều thứ hai, thầy nói em còn phải đem sách về sau. Tức là sau khi em tốt nghiệp đại học thì em vẫn còn học tiếp, là điều thứ hai đúng. Và điều thứ ba, thầy nói là năm 27 tuổi em sẽ tìm được một người chồng cho mình ạ. Năm sau? Năm sau đẹp thì em đang 26 tuổi anh ạ. 26 rồi, năm sau. Dạ. Ủa bạn trai tính khi nào kết hôn được bạn? Em dụ trừ trong vòng 1 năm chị. Không, năm nào vừa đúng 27 luôn đó. Dạ thì em cũng hy vọng là thầy em nói đúng ạ. Vậy rồi đó là ông một ông, còn ông nào nữa? Cô thứ hai sau này thì em coi về tử vi cả cuộc đời thôi. Nhưng mà cũng là sơ sơ thôi chị. Mà mình đi coi hoài mình có gặp kinh nghiệm gì không? Mình biết tự coi luôn không? Dạ không ạ. Bên kia biết xem bói hả? Dạ không anh ạ, em chỉ đi xem thôi chứ em không có xem được cho người khác ạ. Có xem, tưởng đâu xem người khác xem tôi coi sao. Rồi tưởng anh Linh là chừng nào giàu? Anh Linh là giàu từ ngày xưa đến giờ rồi ạ. Hả? Thấy chưa, thầy bỏ nó đúng ghê, dễ sợ chưa? Cái gì, cái gì? Anh giàu tình cảm mà. Giàu tình cảm? Đúng không ạ? Thấy không? Dạ. Rồi sao nữa? Hậu giận coi sao? Hậu vẫn tốt ạ. Tốt dạ. Sao? Con cháu đầy đàn. Ồ vậy hả? Rồi gì nữa? Dạ, thầy bói thì mình chỉ coi một phần thế thôi anh. Còn lúc nào mà có thời gian thì anh gặp riêng em đi. Bụng bự tay to, cổ tay này là có phước đúng không? Đúng rồi ạ, nhìn tướng ạ, rất chi là có tướng. Có tướng đúng không? Vâng. Rồi bây giờ nè, nếu như mà bên kia đồng ý kết hôn xong rồi thì mình thích con trai đầu lòng hay con gái đầu lòng? Em thích con trai. Để con trai hoài luôn được không? Ba đứa là dừng ạ. Ba đứa trai luôn, quá dữ. Được rồi nha, dễ thương. Bên này thích trai á. Bên đó sao anh? Được không ạ? Được, dễ thương lắm. Em thích trai hay gái? Em thì không quan trọng trai gái mà. Cứ có đẻ là được đúng không? Dạ, có con là được. Hai đứa thôi. Hello chị. Chào bạn. Cao mét nhiêu? Dạ, em cao mét 75. Được, bên đây ta phải mét 7 trở lên. Tại em dân chơi thể thao mà. Người khỏe. Thể thao chơi môn gì? Đá banh ạ. Đá banh là đá vị trí nào? Dạ, em đa năng chị. Chuyển sang làm chơi cũng được. Chỗ nào cũng được. Dạ. Chỗ nào cũng đứng con chỗ rồi. Mình có tật xấu gì không? Em á chị, tại cái tính em cũng ít nói, hơi trầm. Vẻ bề ngoài thì hơi lạnh lùng. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Ngoại hình thì cao 1m85 trở lên là được rồi. Đừng ốm quá, đừng mập quá, mà tóc dài. Tóc ngắn được không? Không, em thích con gái tóc dài được. Tóc ngắn cũng được, nhưng mà tóc dài thì thích hơn. Ngắn để dài mấy hồi. Rồi bây giờ lấy nhau về là ở đâu? Tại vì em lập nghiệp ở đây. Giờ ở đây luôn chị. Hai vợ chồng không có về quê với ba má? Tại vì em là còn mẹ thôi. Còn mẹ với hai em thôi. Mà hai em nó cũng lớn rồi nên em thì thoải mái. Là không làm dâu? Dạ. Bên này người ta thích làm dâu. Thì cái đó thì em cũng tính sau này là cũng muốn đón mẹ em xuống ở chung. Dạ. Đó vậy đi. Tại vì mẹ em tuyệt vời lắm chị. Không có người phụ nữ nào tuyệt vời mẹ em đâu. Phải không? Dạ. Rồi. Mình có thể nói là mẹ mình tuyệt vời với mình. Nhưng mà đừng có nói câu là không có ai tuyệt vời bằng mẹ trong, mình. Trong mắt em thôi. Tất cả người phụ nữ đều tuyệt vời cả em à. Ai làm mẹ cũng tuyệt vời hết. Dạ. Ha. Em có đi với? Hôm nay em đi với bạn thân của em và em gái à. Em gái thấy sao? Tình hình chị dâu tương lai mình thế nào? Dạ xin chào chương trình Mỗi Hẹn Hò. Em thấy chị gái cũng dễ thương, cũng nhanh nhẹn. Dạ cũng thấy hợp với anh á. Anh có điểm gì tật gì xấu không em? Nãy giờ anh chưa khai không em? Dạ không. Anh em thấy anh cũng rất tốt. Em gái dễ thương vậy là hiểu anh bạn bên đây sao rồi ha em gái ha. Nhìn em gái này em có thể mừng tượng được một chút về bạn chơi của em bên cạnh ạ. Em ruột hả hay là em? Dạ, sao em họ rồi. Vậy là hiểu rồi ha.
Rồi mình có đi với ai không bạn? À, dạ có, em đi cùng với chị đồng nghiệp ạ và bạn thân của em ạ. Hai bạn xin chào ạ. Nhận xét bạn trai bên đó thế nào? Chị Cát Tường, em thấy anh bên đây rất là điềm đạm, cao 1m7, là em tính thế thì ổn định nữa. Bạn em thì là rất là chu đáo, là người của gia đình và rất là đảm đang nữa. Nấu ăn rất là tuyệt đó anh. Dạ. Thôi hy vọng vậy. Dạ. Bây giờ chủ yếu là hai người gặp nhau, vì bạn nữ rất là chú trọng cái nhìn đầu tiên đó anh Linh. Kéo màn lên. Được hay không là ở phút này đúng thôi. Chắc quớt luôn đi. Rồi nha, bây giờ mình bắt đầu cái nhìn đầu tiên. Bắt đầu. Đấy. Xin chào. Dạ, chào anh. Anh có món quà tặng cho em. Cảm ơn anh nhiều ạ. Nãy giờ nói chuyện em có thấy anh giống trong những suy nghĩ của em không? À, về ngoại hình thì em nghĩ là cũng ok rồi ạ. Anh cũng rất chi là quả tướng, nghe nói giống anh Quyền Linh. Thì cũng quen nói chuyện mà lúc chưa kéo màn. Và cũng như bây giờ thì anh có thích em ở điểm gì không? Nếu mà có thì cho em 2 điểm được không ạ? Nãy giờ nói chuyện là anh thấy tính tình ok. Ok là ok theo điểm như thế nào? Anh rất là thích anh người phụ nữ. Anh có thể cụ thể hơn một chút. Anh rất là thích người phụ nữ của gia đình. Nấu ăn ngon là tuyệt vời đó. Bạn em nhận xét thế thôi chứ chắc với nhiều người thì cũng còn phải tùy ạ. Tại vì quan điểm của anh, món ăn mà ngon nhất là cơm mẹ nấu. Vâng. Ngon thứ nhì là cơm vợ nấu. Dạ. Thứ ba là cơm cho chính mình nấu. Anh thì nấu nướng cũng được, nói chung là cũng biết. Còn một điểm gì nữa không? Nói chung là ngoại hình anh cũng ấn tượng rồi. Tính tình là anh thấy vậy cũng rất là hợp với anh rồi. Cảm ơn anh nhiều ạ. Em có thích đi du lịch rồi đi phượt rồi đấy không? Dạ cũng có ạ. Em có thích thể thao không? Thể thao thì em cũng thích nhưng mà... Tại vì anh hay đi đá banh lắm. Em có thích làm khán giả của anh không? Em có thể cổ vũ cho anh được ạ. Thường thường mà khi vào cuối tuần thì em hay đi đâu? Em thì em cũng chỉ được rảnh vào cuối tuần thôi. Thì khoảng tầm 1-2 tháng gì đấy em sẽ có một chuyến đi phượt với bạn bè. Nói chung là anh là tài là tay lái lụa đó. Tài xế là xế cứng đúng không? Xế cứng đó. Ok anh. Được, mình tưởng ông nói anh là tài lanh. Anh Linh này kì. Ấn tượng đầu tiên của hai người gặp nhau là như thế nào? Nói về cảm xúc ấy ạ, thì em cũng thấy mình cũng đang hơi run một tí ạ. Hy vọng là lần gặp sau của em với anh thì em cũng vẫn còn duy trì được cái cảm xúc như thế này ạ. Dạ. Có thể hát một đoạn nào đó để bạn gái bớt run. Anh xin tặng cho em một bài hát. Cố lên anh. Có lẽ chỉ tưởng đã cho mình quen biết nhau. Có lẽ anh Linh muốn ta phải yêu mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm, em chỉ còn một cách em phải bằng lòng yêu anh. Cả thế giới này không ai hiểu em bằng anh. Cả trái đất này không ai yêu em bằng anh. Hãy cho cơ hội để anh được chăm sóc em, được ôm lấy em từng đêm. Ôi trời. Cái câu chốt ngược. Tập này bài này lâu chưa? Học bài này bài tủ của em. Có bài tủ hả? Hát mấy người nghe rồi? Tôi thường đi hát karaoke với bạn bè thôi à. À. Chứ hôm nay lần đầu tiên hát cho một cô gái. Rồi. Cô gái có muốn tặng lại bạn nam cái gì không? Em thì em có thể tặng cho anh chị cùng với khán giả và bạn cùng chơi một câu hát về quê hương em ạ. Rồi, mời bạn. Em đưa anh về thăm quê em, về ngã ba sông rực nắng hồng. Sông Châu hiền hòa, sông nhuệ yêu thương. Hà Nam ơi, sông đầy ân tình. Dạ một câu thôi ạ. Một câu nào đó để chúng ta thật là ngọt ngào lãng mạn. Để em suy nghĩ rất lâu quá anh ơi. Bình thường là em hay ý thơ nhiều lắm, hôm nay nó bay đâu hết rồi á. Gặp anh thì em đang cảm thấy rất chi là hồi hộp ạ. Thì đấy là cảm xúc của em bây giờ. Anh cũng hồi hộp không kém. Dạ vâng, hy vọng là anh hồi hộp nhưng mà anh vẫn có thể bấm được chuông ạ. Chuông đâu bấm? Ở đây làm gì có chuông, bấm nút. À bấm nút, dạ vâng ạ. Rồi, được rồi. Còn bây giờ thì 3 tiếng đếm để bấm nút bắt đầu. 1 2 và 3. Rồi, mời hai bạn. Chúng ta hãy nắm chặt tay nhau. À, để nhớ mãi cái giờ phút này ha. Xin đôi hả, xin đôi hả. Tay em ấm là bù lại. Em tưởng anh em phải run hơn anh chứ ạ. Cảm giác thế nào bạn khi nắm tay? Em cũng cảm thấy đỡ hồi hộp hơn lúc trước rồi ạ. Sao? Bạn cảm giác thế nào khi nắm tay cô gái ấy? Rất là ấm à. Có tình yêu rồi đấy. Nào, hãy đưa nhau xem phim để có một cái không gian thật lãng mạn bên nhau. Em
Em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào bạn gái? Dạ, em thì không có nhiều yêu cầu lắm đâu anh. Chỉ bụng không bự nè, tóc không xăng, đầu không hỏi. Sao sao nói danh Đường Linh vậy? Tức là hình ảnh của em là không phải Đường Linh đúng không? Cái gì vậy? Không. Xin mời bên đàn gái. Chào cưng, ngồi đi cưng. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em. Rồi bây giờ nè, mình giới thiệu về bản thân chút xíu đi nào. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Thu Quyền, hiện tại thì 25 tuổi. Hiện tại đang kinh doanh spa tại Thủ Đức. Rồi mời bạn trai. Vâng, đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chào em. Chị Hồng Vân, bạn gái phía bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tuấn Nam, năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai và công việc của em tại là nhân viên kỹ thuật cho một công ty sản xuất nhà thép tiền chế. Quyền, em nói một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em. Em thì có những cái ưu điểm thì nói năng rất là hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình và cảm thấy rất yêu thích làm đẹp. Anh bên kia có thích làm đẹp không ạ? Trời, anh rất là thích luôn á. Nên vậy là anh nghĩ là mình rất là hợp với nhau rồi. Mặc dù là chưa nhìn thấy mặt nhau thôi. Dạ vâng, nếu như mà có cơ hội thì em sẽ chăm sóc anh ha. Trời ơi, hay quá nhỉ. Rồi còn điểm yếu là gì à, Quyền? Dạ, điểm yếu thì bình thường á là em không có ngại đâu. Nhưng mà đến khi mà em có cái nói hay là những cười nhiều hoặc nói nhiều thì hơi có gương mặt mình hơi đỏ. Là đối tượng sẽ chọc em ngại luôn. Và... nhớ nha bạn Nam. Vâng, mở rào ra là chọc sao mặt đỏ lên, càng đỏ càng yêu. Không phải đâu, nhưng mà em mặt mà khi ngại cũng đỏ, em sợ bạn nữ chọc lại. À vậy. Anh người mặt đỏ hả? Dạ. Em có cái sở đoản gì không? Em thì lúc nhỏ thì đam mê là ca sĩ. Nhưng mà gia đình thì mong muốn làm bác sĩ. Còn cuộc đời thì đưa đẩy muốn làm spa. Mà hát hay không? Biết hát. Hát không hay. Hát không hay nhưng mà dạ, là thích hát. Không hát không hay. Thì đi làm spa đúng rồi. Chứ bây giờ mình thích hát, hát không hay sao làm ca sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi em hát tặng bên đàn trai một đoạn nào đó coi em. Em sẽ tặng một đoạn ngắn gọn thôi nha anh. Cho dù em hát không hay nhưng mà chịu khó nghe. Anh ơi đi đâu hãy đến cầm tay em đi. Đến nơi chẳng ai biết ta là ai tên chi. Cao nguyên xa xôi hay là về nơi đồng xanh, chỉ cần là có anh. Rồi, chỉ cần là có anh thôi nha. Anh thấy giọng hát cũng ổn lắm á. Vâng. Dạ, làm ca sĩ được không anh? Làm spa được lắm luôn á. Bạn trai ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ ưu điểm của em là em hòa đồng, vui vẻ với cả mọi người, thích nghi tốt trong mọi hoàn cảnh. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm mà em thấy là lớn nhất và em cũng đang dần khắc phục bây giờ đó là cái nhút nhát trước đám đông. Nhút nhát đám đông. Thực sự là mỗi lần trước đám đông thì mặt đỏ ra bắt đầu. Thôi là... đâu nhút nhát thì em hát dạ, tự nhiên em quên nhút nhát thôi. Dạ, vâng. Rồi mày đáp lại bạn gái luôn, hát dạ. Câu đó nào. Đáp lại phía bên bạn gái mình cũng xin gửi tới một số đoạn trong ca khúc. Người yêu dấu hỡi, em mãi là mặt trời, gạt đi bóng tối xót xa cho cuộc đời anh. Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau anh mãi đợi, vì anh biết rằng con đường hạnh phúc là đây. Rồi, ngọt ngào đấy. Có thể hai bên bổ sung, bên kia làm đẹp, bên đây hướng dẫn lời hát ha. Rồi em sao? Lý do tại sao em lại có mặt ở chương trình này? Tình yêu của em sao rồi? Khi mà Tết thì em hay về. Những người ở quê thì lớn tuổi rồi, cứ nói là năm nào cũng về nhưng mà chả thấy dắt. Nhưng mà em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Một mối tình cách dạ. Đây bao nhiêu lâu? Em cách đây thì đã 3-4 năm rồi. Tức là yêu được bao nhiêu lâu thì là chia tay? Mối tình đó thì cũng được 3-4 năm. 3-4 năm, vậy dạ. Là từ thuở học sinh đúng không? Dạ từ thuở học sinh. 3-4 năm, lý do chia tay? Lý do chia tay thì nếu về tình yêu nghiêm túc thì em rất là nghiêm túc. Nhưng mà đến cái độ tuổi đó thì nếu mà lập gia đình thì không có, còn chưa vững. Nên là bạn đó cũng muốn lập bên gia đình nên là hai người cũng... Dạ thôi, bất đồng dạ. Quan điểm đúng không? Bất đồng quan điểm rồi sau đó là sẽ ngưng. Vậy là 3-4 năm rồi chưa có mối tình nào khác? Dạ vâng. Hy vọng là bữa nay xong là có mối tình tiếp ha. Dạ. Và anh cũng không ngại khi mà cùng em đi về Bình Định đâu. Ta chưa yêu cầu mà. Thì anh ở ngại, đây thôi mà. Anh có ngại xa không anh ơi? Đó thì anh nói trước về đó, anh không có ngại đâu. Nên là ví dụ như cuối năm mà em muốn có người về chung thì anh sẵn sàng.
Nhưng mà rước dâu thì hơi xa đó. Trời ơi, chưa gì nghĩ tới chuyện đó luôn nữa hả? Vậy hồi tôi với ông hỏi chi nữa Linh? Được rồi, cho bấm nút cho rồi luôn đi. Rước dâu tới Bình Định ăn em hả? Em ở huyện nào vậy em gái? Dạ em ở huyện Phú Mỹ. À, không chứ cũng không xa cách mấy đâu. Dạ. Rồi, bạn nam. Dạ thì bạn có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối tình. Dạ, và mối tình gần nhất cách đây cũng khoảng 2 năm rồi. Yêu mấy năm? Như 1 năm ạ. 1 năm. Dạ vâng. Tại sao lại chia tay? Dạ thì đó thì bạn gái cũng ra Hà Nội, với cả 1 tháng sau thì bạn cũng công khai người yêu mới, nên là thôi em cũng rút lui. Tức là người ta đi trước mình 1 bước đúng không? Dạ vâng. À, em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào bạn gái? Dạ em thì không có nhiều yêu cầu lắm đâu anh. Chỉ bụng không bự nè, tóc không xăng, đầu không hỏi. Sao nói với anh Quyền Linh vậy? Tức là hình ảnh của em là không phải anh Quyền Linh đúng không? Cái gì vậy? Rồi để anh kiểm tra đây coi sao nha. Trời không ơi. Hút thuốc nữa nha anh. Anh bên kia có hút thuốc không ạ? Thuốc không? À, anh không, không cao hút bao nhiêu? Có muốn đàn ông cao không? Dạ cao hơn em phải 1m65 trở lên. Em nhìn anh coi có quăng không? Dạ không tóc anh đẹp lắm anh. Có hói không? Dạ không hói luôn. Bụng có bự không? Bụng thì em chưa biết. Bạn bên đây là nói chung là những cái gì em đưa ra thì mọi thứ có chút chút. Ủa gì đó hả cưng? Trời chết rồi. Tóc có quăng quăng. Để tôi coi đi. Sao thành nghệ sĩ anh ạ? Đầu có chút chút chuẩn bị có hơi em... hướng hói. Dạ em chị ạ. Dạ. Tóc anh có xoăn không anh? Tóc anh có một xíu. Không có xoăn, cái này gọi là nếp. Tóc có nếp. Rồi bụng không có ha. Bụng tất nhiên là không. Tóc không hề hói, không. Nói chung là những cái gì mà em không muốn là đây không có. Anh Linh anh lừa em thôi. Em hình dung cái bạn gái bên đây thì sao? Có, em có tưởng tượng là khi nghe giọng nói, cái cách nói chuyện nãy giờ thì em có thấy giống cái hình mẫu mà em suy nghĩ trong đầu không? Em nghĩ đây là bạn gái rất là lanh lợi, cái chủ động. Còn về hình mẫu thì em không có hình mẫu nào chung chung cả. Bởi vì mỗi hình mẫu đều có một cái nét đẹp riêng. 30 tuổi rồi em cũng chẳng có yêu cầu gì cao cả, chỉ cần là con gái là được. Chỉ cần là con gái thôi. Em có miếng nào đàn ông trong người không vậy? Dạ không chị. Con gái thuần chủng. Nói như vậy là đáp ứng đủ 100% tiêu chí của em rồi. Em không thích gì ở bạn gái? Em không thích đầu tiên đó là tính lăng nhăng rồi. Thứ hai đó là ở lăng nhăng hay là cằn nhằn? Lăng nhăng. Lăng nhăng, có lăng nhăng không vậy? Dạ không luôn anh. Em chính thầy lắm anh. Mà rối quá rồi đây anh. Đây là chị, đây là chị. Ừ. Rối quá. Rồi gì nữa nè? Dạ, không thích cái gì nữa nè. Hai nữa là ở dơ. Ở dơ có ở dơ phải... không? Em là chuyên sạch sẽ luôn. Có kỹ tính kỹ càng không? Dạ cũng kỹ tính lắm. Em ơi em đưa ra yêu cầu anh thấy không hay rồi đó. Phụ nữ không bao giờ ở dơ trên. Bừa bộn, thôi nói chứ bừa bộn đi. Hơi bừa bộn chút thì có. Dạ. Ông muốn hỏi han gì bên đàn gái tôi không? Không cần hỏi, đàn gái đẹp rồi. Hả? Tôi thấy đàn gái là dễ thương rồi đó. Bây giờ ông hỏi coi là ví dụ như giờ với cái mẫu người bên đây là đàn gái tôi là ông nhắm là ưng bao nhiêu phần trăm? Tôi ưng 100% rồi, tôi thấy có đàn trai tôi chịu, đàn gái chắc chắn rồi, tôi khỏi còn hỏi gì hết. Bây giờ tôi hỏi ý kiến người thân thôi rồi tôi mở rào cho hai bên gặp mặt. Bên bạn trai đi, bạn đi với ai? Đây em đi với mẹ em và anh họ. À rồi, sao cô? Có mẹ đi nữa đó. Diễn chưa cô? Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào ông Mai Quyền Linh và Mối Hồng Vân. Dạ. Hôm nay chương trình tổ chức gia đình rất là vui, vinh dự là được tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuấn Nam là một người sống rất là tình cảm. Thế còn bạn gái bên này thì mẹ thấy cũng rất là xinh, trông cũng rất là năng động, nhanh nhẹn. Thì thôi mẹ muốn hai con là đến chương trình này là một cái duyên, thì các con cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Nếu như mà các con mà tiến xa được hơn nữa là một cái niềm vui đối với gia đình. Dạ, thì không cảm biết, ơn cô. Không biết sao nhưng cảm nhận là đây là một người phụ nữ rất là hiền, sang nhân trọng, ái đó. Nhân ái, thương con. Gương mặt là rất là có hậu luôn á. Nếu mà chúng mà bấm nút á là nhỏ này hơn nè, đúng không? Đúng. <Đó. cười> Bây giờ mình hỏi đàn gái coi. Em đi với ai nè? Dạ, em đi với hai cô bạn thân rất là xinh đẹp. Hai cô bạn. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ. Em xin chào anh ạ. Và cũng như là chào đàn trai bên kia ạ. Dạ em xin nhận xét về đàn trai bên này thì em thấy là anh này dạ rất là được ạ. Công việc ổn định ạ. Dạ còn đối với bạn em thì Quyền là một người sống rất là tình cảm. Và điều quan trọng là bạn không thích lăng nhăng, thích người chung thủy. Nên là em nghĩ là hai bạn rất là hợp. Điều em chỉ muốn nói là anh ơi hãy giải thoát ế cho bạn em. Trời tội nghiệp nhỏ mới 25 mà ế cái gì rồi hả cô? Thôi bây giờ mở rào đi nha. Mở rào. Chào em. Đây, thế thì nay đến chương trình thì anh xin tặng em một bó hoa và một món quà mà.
em cũng có quà để tặng anh. Món quà đi, cho có một cái sự liên kết coi nè, coi như là ý nghĩa của món quà nè. Là món quà mà em muốn tặng anh đó là hương nước hoa. Nên là em rất thích mùi này, nếu như mà anh chỉ cần xịt thôi là để được cuốn hút đối phương rồi ạ, chỉ cần xịt thôi. Trời, chỉ cần xịt là cuốn hút đối phương hả? Rồi, anh cảm ơn em. Với lại là em không thích bạn nam mà hơi có râu, để râu. Kiểu để râu nhìn nó hơi già đi. Rồi, anh cũng không thích vậy. Dạ, em có tiện thể ở trong là có voucher triệt râu miễn phí cho anh. Nếu như anh có cơ hội để ghé em. Rồi, ok em. Và cái lọ nước hoa này anh sẽ chỉ sử dụng khi mà chúng ta hẹn hò nhau thôi. Dạ, đúng rồi. Lãng mạn quá. Rồi, mở bên đây coi cưng. Mở quà bên đây coi là gì nè. Dạ, vâng, cái này em tặng bạn một cái đèn ngủ. Cái đèn ngủ khá là cute. Đâu, cầm lên coi em. Cầm lên coi, cầm xem mọi người coi nào. Anh đang muốn... cái đèn ngủ nhìn muốn ngủ liền á. Dạ, đúng. Cái món quà này thì có thể sẽ giúp em trong cái giấc ngủ được ngon hơn. Và nếu có thể nữa thì anh cho phép em mơ về anh. Trời ơi. Rồi còn hoa hồng làm sao? Ý muốn gì trong đây đây? Dạ, bao nhiêu bông vậy? Hoa hồng tự trưng cho tình yêu rồi. Và cái này 30 bông đúng bằng cái số tuổi của anh đó. Và hy vọng rằng em sẽ giải thoát ế cho anh. Hai đứa lạnh ế lắm rồi gặp nhau cứ giải thoát ế không? Em nhìn áo sơ mi màu trắng là em có cảm tình rồi. Tại vì em rất thích bạn nam mặc áo sơ mi trắng. Anh có cảm nhận gì về em không? Có cái suy nghĩ đầu tiên mà anh nghĩ về em đó là anh đã nghĩ sau này đám cưới chúng ta làm bao nhiêu mâm, mời những ai. Liền luôn rồi. Cái ấn tượng đầu tiên là em rất là dễ thương, nhìn là năng động, nhanh nhẹn và anh rất thích. Ánh mắt đầu tiên mà nhìn thấy, cái ấn tượng đầu tiên là anh cảm thấy là thích rồi. Thì công việc em ở đấy chắc là cũng thoải mái đúng không? Thế vất vả lắm không? Nói chung thì công việc thì không có gì mà vất vả, nhưng mà thời gian của em thì nó hơi bị gò bó. Tại vì thời gian thì nó không có thời gian rảnh. Thì bình thường anh một tuần anh rảnh vào thường là anh sẽ rảnh vào buổi tối. Sau này chúng ta có hẹn hò thì anh có thể sắp xếp được thời gian, miễn là sao nó tiện cho em là được. Một tuần chúng ta có thể gặp nhau mấy lần. Thì cái đấy là cái em cứ định đi thì anh lúc nào cũng buổi tối rảnh mà. Anh sẵn sàng chạy lên đây. Hiện tại là anh đang làm ở Đồng Nai đúng không hay sao? Anh làm ở Biên Hòa. Em ở Thủ Đức thì hơi xa, đi lên rất là xa luôn. Đâu có đâu. Anh thấy bình thường mà. Đâu, Thủ Đức với lại gần hơn ông. Sát bên. Gần luôn ạ. Sát bên mà. Đây là cái việc mà khoảng cách thì em không cần phải lo đâu. Cứ để đó anh lo được rồi. Anh nói không có con đường nào xa, chỉ có khoảng cách giữa con tim với con tim xa thôi. Còn nếu mà hai con tim nó đồng dạng, đã hiểu nhau thì không có con đường nào xa hết. Ủa con sao tim... Linh hay quá vậy? Linh hay vậy? Linh giống như là phóng viên báo mực tím vậy đó. Trời ơi. Nếu mà sau này ví dụ có tiến tới được với nhau thì em có thể chuyển về dưới này và mở luôn tiệm ở nhà được. Có làm dâu không? Có làm dâu không anh? Thì bây giờ thì anh đang sống với ba mẹ. Thì em có ngại việc làm dâu không? Làm dâu thì em không ngại. Nhưng mà em có một cái ưu điểm là em muốn cái người đàn ông với mình á là yêu thương ba mẹ của mình nhiều hơn. Và thay vì đó em yêu thương ba mẹ của anh Minh đó thì giống như là yêu thương ba mẹ mình. Nên là em muốn, quan trọng là người tình cảm thôi. Anh có dự tính là cái mối tình liền nghiêm túc để tới hôn nhân hay không? Anh tại có vì... chứ. Nếu mà không đến một mối tình thì anh đâu có lên đây để kiếm một người bạn đời như này. Tại vì em rất là ghét hôn nhân. Ví dụ như anh rất là rảnh buổi tối đúng không? Buổi tối thì có thể là lâu lâu anh lên chơi với em, còn buổi sau ở dưới Biên Hòa Đồng Nai có thể chơi với cô khác. Thì nghĩ đó là, nói chung là thời hiện đại, nhưng mà cái đó không ai biết được. Có thể tắt nguồn và chơi thoải mái. Hỏi đi coi có ghen không? Thấy cái mồi này có bộ ghen à nghe. Ghen à? Dạ, em không có ghen đâu chị, em rất là thoải mái. Không có ghen, nhưng mà kiểu như là không thích kiểu người lăng nhăng. Tại vì nếu như mà đã lăng nhăng rồi á, đã có máu lăng nhăng rồi á, là tự khắc nó sẽ lòi ra thôi, chứ em không có điều tra, em cũng không thích điều tra, cũng đúng không rồi. Giờ cái kim nó bọc sẽ có ngày lòi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Em yên tâm đi, anh tới đây với một cái sự chân thành, muốn kiếm một người mà sau này có thể đi cùng anh tới những đoạn đường còn lại. Và bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta cảm nhận, nhắm mắt lại, cảm nhận xem đối phương có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật sự rung động hãy bấm, còn không thì không cần bấm ha. Quyết định là của các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Rồi, chúc mừng. Hai chúng ta có thể nắm tay được.
các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau trong sự chứng kiến của gia đình. Và tôi tin chắc rằng ở trên truyền hình cũng có nhà bạn gái đang xem. Bây giờ bạn trai nói gì với gia đình bạn gái đi. Xin phép là hôm nay bắt đầu tụi con hẹn hò với nhau và con hứa cái gì đó. Vâng, thì thưa cô chú thì nay gặp được em Quyền ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì con cảm thấy rất là có duyên với nhau, và nếu như được sự cho phép đồng ý của cô chú thì con sẽ tiếp tục mối quan hệ này và sẽ tiến xa hơn nếu được. Bạn gái có mẹ bạn trai đó nói gì đi. Dạ, chào cô ạ. Con thì con thấy cô con rất là mến và nhìn cảm giác như thế thì con muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, nên sau này ví dụ như có tới được với nhau thì con cũng muốn hai bên tạo sự mối quan hệ hòa hợp với nhau, tại vì gia đình của con cũng rất là dễ thích. Cô cũng rất là mong hai con sau này mà đến được với nhau ấy, thì mẹ mong là mẹ có dâu hiền và Tuấn Nam mới có vợ Thảo. Cảm ơn chương trình. Rất hy vọng là như vậy. Con hiền lắm cô. Đây là món quà của anh. Chưa hôn. Hả? Chưa hôn. Thấy chưa? Chưa hôn. Rồi hôn đi. Đấy. Anh hôn em một cái. Sau này anh cho phép em hôn lại em một cái. Trời ơi. Hôn kêu luôn. Dạ, từ trước tới giờ em chỉ đơn phương một người thôi. Bao lâu rồi em? Dạ, từ hồi em vô công ty tới giờ chắc cũng được hơn 1.5 năm rồi. Một năm rưỡi, một mối tình đơn phương. Dạ. Ai vậy? Người nào vậy? Dạ, sếp em. Hả? Trời ơi, công ty yêu sếp luôn hả? Bây giờ giới thiệu về mình nha. Dạ, chào anh Quyền Tiên, chào chị Cát Tường và chào tất cả khán giả đang ở trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lô Văn An và em là 29 tuổi và hiện nay em đang là nhân viên kế toán của một công ty tư vấn thành lập công ty. An, 29 tuổi. Dạ. Quê ở đâu em? Quê em ở Long An. Long An. Dạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Chào, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả ở trường quay, chào anh An. Em tên là Huỳnh Thị Kim Đan, năm nay em 25 tuổi, quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại thì em đang làm nhân viên thẩm định ở một công ty tài chính ở quận 3. Em thì đang ở trọ ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Hay quá. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Đan? Dạ, ưu điểm của em là hay cười, siêng năng, biết nấu ăn, có trách nhiệm trong công việc. Nhược điểm của em thì là em hay suy nghĩ nhiều, nhiều khi suy nghĩ tiêu cực nữa, rồi cũng hay khóc. Nghĩ rồi xong rồi mình ngồi mình suy nghĩ gì, ví dụ nghĩ là nghĩ gì em? Nghĩ kiểu như hồi xưa mẹ mình thấy khổ quá vậy cái khóc. À vậy hả, là ngồi nghĩ về chuyện xưa chuyện nay rồi khóc vậy. Dạ đúng rồi, nghĩ tùm lum la. Mấy lúc khóc đó rồi ai dỗ? Tự nín. Khóc không mệt tự nín ra. Dạ đúng rồi. Suy nghĩ tích cực á, mai mốt mình giàu cái mình cười à. Có không? Có nào nghĩ mà trời mai mốt chắc mình giàu quá cái ngồi cười của mình không? Dạ có chứ. Có luôn hả? Rồi bây giờ anh trai, dạ. Em có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm của em là cần cù kiên nhẫn, biết ca hát và biết hội họa. Ca hát hội họa nữa. Quá dữ. Rồi, khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em là còn chậm và chưa được thấu bác trong cái việc nhà. Việc nhà không thấu bác. Việc cơ quan có tháo bác không? Bơ phát hả? Bơ phát hả? Vậy cũng được. Bây giờ hát bài gì đó tặng bạn gái cho nó không khí thôi. Em xin hát bài Ngày Xuân Vui Cưới, thì năm mới cũng sắp đến rồi. Gửi tặng cho bạn gái và tất cả khán giả trường quay ở đây. Ôi vui quá xa bà con ơi, nhà trai mà hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát có bền lâu, ta hát cái xuân về cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói ông thầy Tam, có tính cái năm này cưới luôn cho thằng Xéo. Anh tính cho đầu tôi anh mừng xuôi ngang. Người ta hát bài vui người ta cười cho nó banh cái miệng lên. Hát bài vui, ôm vui quá xá là vui, đàn trai đàn gái ai nấy đều vui. Anh ơi, quá hồi hộp quá, phải vui lên chứ, đúng rồi, không? Rồi, thôi được rồi. Bây giờ tới mình cô gái nè. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, từ trước tới giờ em chỉ đơn phương một người thôi. Bao lâu rồi em? Dạ, từ hồi em vô công ty tới giờ chắc cũng được hơn 1.5 năm rồi. Một năm rưỡi, một mối tình đơn phương. Dạ. Ai vậy? Người nào vậy? Dạ, sếp em. Hả? Trời ơi, vô công ty yêu sếp luôn hả? Rồi sếp có biết không em? Dạ biết chứ. Biết. Dạ. Phản ứng của ảnh sao? Ảnh chỉ xem em là em đồng nghiệp thôi. Bữa nay em lên đây là sếp em biết không? Dạ biết chứ.
Còn khuyến khích em đi nữa mà. Tại vì anh muốn nhẹ nhàng á. Có lý do tại sao mà bao nhiêu đây rồi, bao nhiêu tuổi mà chưa có mối tình nào? Thì chắc tại lúc trước là đi học là lo học thôi, sau đó là ra làm. Mà do chắc phong cách mặc đồ của em á, mặc quần tây áo trắng con trai nó không thích. Ở bên đây nghe. Ôi, chàng trai bên kia nghe cảm thấy thế nào? Bên đây nghe khoái. Bây giờ mình nói chút xíu tình trường, bên kia chưa có mối tình nào. Em mấy mối tình rồi? Nó thật với anh đó. Ừ. Em 29 tuổi bây giờ chưa có mảnh tình dắt dai nào anh. Hả? Em có gì đơn phương giống như bên kia không? Thì cũng có, nhưng mà chưa kịp thổ lời thì người đó đã về quê. Trời đất ơi, hai người này sao lạ ta. Ủa mà 29 tuổi rồi mà anh không cua được ai hết trơn á anh? Đúng rồi, dạng như là em là thuộc ngữ cái toán là hàng tồn kho, khó bán á chị. Bây giờ nè, em muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Dạ, một người đàn ông hiền lành, có giọng trầm ấm, biết lo lắng, quan tâm cho gia đình. Nãy giờ nghe giọng anh có trầm ấm không? Dạ ấm. Ấm à hả? Dạ. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Không có thích nói chuyện với người con gái khác á. Trời ơi. Trời ơi, ồ cô ghen dữ lắm hả? Rồi thí dụ như bây giờ em, hai người yêu nhau mà rủ em lỡ, em thấy ảnh đang đứng chọc ghẹo cô nào thì em làm sao? Xử lý sao? Thì em im lặng thôi, không nói chuyện thôi. Không nói chuyện? Dạ. Vậy cũng đâu có ghen khó gì đâu. Cái càng thì khó lắm á. Bên đây. Dạ. Mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? À, mẫu hình lý tưởng của em á là khuôn mặt dễ thương, thân hình cân đối, cao 1m55 trở lên. Tính tình phải hiền lành, biết kính trên nhường dưới, biết nói ăn càng tốt. Tiêu chuẩn cũng cao quá ha. Bây giờ đến coi qua coi coi tiêu chuẩn của em như thế nào nha. Thử coi hợp với bên đây không? Quốc Hà. Ô, ngoại hình cân đối. Dễ thương. Có đủ. Có đủ hết trơn á. Anh đưa ra tiêu chuẩn gì em thấy mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu? Dạ chắc 90%. 90% hả? Dạ. Em ghen vậy đó. Em có nghĩ là mình quá ghen không? Thì em cũng nghĩ là em ghen quá, nhưng mà chỉ trong suy nghĩ em thôi, em đâu có làm gì ảnh. Không, suy nghĩ vậy nó khổ cho mình. Dạ. Ta nói chuyện kệ người ta chứ. Nhưng được mà không suy nghĩ không được, tại mình thương người ta mà. Tại mình thương người ta mà. Đó, đó khổ cho mình đó em ơi. Càng ghen mình khổ luôn á. Được rồi đó, ta thấy ổn, dễ thương. Ngoại hình vô cùng cân đối. Bây giờ chị hỏi nè, bây giờ nếu như mà được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được? Chắc 2 năm nữa chị. 2 năm nữa? Dạ. Sao lâu vậy? Tại mình phải để dành tiền chứ. Để dành tiền chi? Đàn ông có để dành tiền được rồi. Em để dành tiền làm gì? Phụ. Trời ơi, phụ chi? Dễ thương không? Ta phụ nữ người ta để tiền để phụ đàn ông nó quá dễ thương luôn. Được ha? Dạ. Dạ, em chào chị. Cũng có vẻ xứng đôi ha. Khi nào em tính tiến tới hôn nhân? Thì cũng theo bạn gái, theo con gái thôi. Hai người lấy nhau về tính sinh sống ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Sống em sống với mẹ thì chắc cũng sống với mẹ. Em có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ, dựng dai và xe xua đi đồ. Xe xua thì cô này em nghe rồi đó, mặc có quần tay áo trắng không à. Bởi vậy không có vào cua được, không có ai cua hết trơn á. Dạ. Thấy không? Nhưng mà cái giận dai là có à. Cái gì chứ ghen là ghen lắm, giận dai lắm à. Bây giờ giả tỷ như cổ ghen nè, cổ giận em thì em làm sao để cho cổ hết giận? Thì mình chủ động xin lỗi trước. Xin lỗi bằng cách nào? Thì chuẩn bị một cái tiệc bất ngờ cho cậu. Tiệc bất ngờ ha. Thôi vậy chứ cũng lãng mạn lắm nhưng mà. Không lãng mạn quá mà sao lãng nhắc 29 năm thì không biết nữa. Anh cũng được đó em. Thấy cũng có vẻ là hợp lý với em á, cân đối á. Giờ mình hỏi ý kiến người thân đi cho hai trẻ gặp mặt á ha. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ ruột của em, anh họ với bạn đồng nghiệp của em. Rồi cho chị gặp mẹ em. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào tất cả quý vị có mặt trong buổi tiệc trường quay hôm nay. Thì đến đây thì cũng như là một cái duyên. Cuối cùng thì cũng do quyết định của cái ý của con. Cô có đòi hỏi gì chàng rể tương lai không? Không, không đòi hỏi. Nói vài câu cô. Dạ, con nghĩ rằng con chưa được hoàn hảo. Nhưng mà con cố gắng sẽ đem đến hạnh phúc cho con gái của cô. Cô cảm ơn. Rồi, con trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em và những bạn đồng nghiệp của em. À, cũng có mẹ nữa, cho chị gặp mẹ. Dạ, chào cô. Chào cô à. Xin chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Dạ. Con là mẹ của An. Dạ. Cô thấy bạn gái bên này là như thế nào cô? Được, thấy cũng chị dễ thương. Dạ, mấy bút về ở chung với nhau được cô ha. Cũng muốn cho hai con được tiến tới
Nhà trai á đứng lên lại nhà gái mình nói vài câu đi con. Đó, hai bà xui tương lai biết đâu à, nói đứng với bà chính giữa mình bắt tay nhau đi. Cặp đi đôi luôn đi. Cũng nói là giờ hai con nó gặp mặt thì cũng nói với chị đây cho hai con nó được hẹn hò rồi tiện tiến tới hai con. Dạ em thì cái ý em là cũng giống như chị, thì dầu sao đây nữa thì cũng quyết định do hai cháu chứ mình quyết định thì đúng nó rồi. Cũng không dạ. Có đúng hai rồi, hai bên tương lai ôm nhau một cái thì cho nó tình cảm. Rồi cảm ơn hai nhà trai nhà gái nha. Hay rồi, hôm nay là rất là tuyệt vời, có gia đình hai bên luôn. Bây giờ quan trọng là hai trẻ mình kéo màn lên, mình làm gì đó mình nói gì đó ha. Rồi hôm nay vui quá là vui, kéo màn. Em cảm ơn. Dạ em cảm ơn. Bức tranh nó làm sao nói cho cô nghe biết đi. À, bức tranh này anh thích trắng mấy điểm để dễ tặng cho em đấy. Quay xuống dưới cho khán giả coi với em. Vậy là khéo tay lắm ha. Dạ. Thức trắng mấy điểm nữa. Dạ em cảm ơn. Thì em quan niệm như thế nào về tình yêu? Tình yêu thì cần phải sự chân thành. Nó như chân thành, nó đừng có lừa dối nhau là được. Với lại là phải thương nhau, thương gia đình của nhau. Thì anh có định góp nhà ở trên thành phố không? Góp nhà? Dạ đúng rồi. Tức nghĩa là hai người góp sẽ khỏe hơn một người góp. Đúng rồi, em có bằng lòng ở chung với mẹ anh hay không? Dạ được, bình thường. Nói chung em rất là thích là được chăm sóc người khác. Nói chung là vậy em. Ý là không cần mua nhà nữa, không cần góp nhà, anh có nhà sẵn rồi. Ủa, anh có nhà trên đây luôn hả? Đúng rồi. Ờ vậy thôi khỏi. Tiền bạc giao cho về cổ giữ hay mình giữ? À, nếu được thì anh sẽ giao cho em giữ luôn. Cụ thể bây giờ một tháng ví dụ em làm 10 triệu em giữ nhiêu? Giao nhiêu? 10 triệu hả? Em giữ 5 triệu thôi được rồi. Trời ơi, đủ ông xài gì 5 triệu với ông. Em dám được không? 5 triệu được không? Dạ được. Trời được luôn. Cô này dễ giữ vậy, em bình tĩnh nè. Bắt bình tĩnh nha, mình phải có giá của mình chứ. Cái gì chưa gì. À vậy đưa hết hả? Mẹ nói đưa hết kìa, thấy không? Mà ông má nó đưa hết kìa. Đúng không? Đưa nha. Đưa hết. Anh mỗi sáng phát lương cho anh là đủ tiền ăn sáng được rồi. Xăng sổ là được rồi. Được. Sáng em sẽ nấu cơm cho anh ăn. Trời ơi, trời ơi, trời tiền luôn. Khỏi phát tiền luôn. Xong luôn. Sáng em nấu cơm, pha cà phê anh. Rồi xăng em xách em đổ sẵn rồi anh cứ đi thôi. Đúng không em gái? Dạ đúng rồi. Cô lo hết rồi. Tiền mẹ, cô tính trước rồi. Rồi. Bây giờ mỗi người một câu thật tình cảm nha. Rồi mình tiến hành thủ tục. Suy nghĩ thật kỹ. Em đang suy nghĩ điều gì trong trái tim của mình, có rung động hay không? Hãy nói với em gái. Anh nghĩ rằng em rất hợp với anh. Nếu như mà em cho chúng ta cơ hội thì anh tin rằng chúng ta sẽ rất là hạnh phúc. Rồi hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Bấm nút rồi hôn, nụ hôn đầu tiên chứng kiến mọi người luôn nha. Rồi bây giờ nãy giờ mình nói chuyện vui ha, bây giờ mình lắng lại 30 giây, nhắm mắt lại đi các bạn, nhớ nha. Kiểm tra thật kỹ. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, tìm hiểu với nhau để tiến tới hôn nhân. Hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi, nắm chứ phải bắt. Hợp lắm á. Đấy. Thủ tục của chương trình. Dạ xin phép hôn gì nói lớn lên. Dạ con xin phép mẹ cho hôn. Quá dữ luôn đó. Mẹ gật đầu chưa? Đó gật đầu rồi. Khởi luôn. Từ từ nha, để nguyên nha, chừng nào tôi nói buông là buông nha. Bắt đầu. Bắt đầu. Để nguyên. Dạ em xin đọc mấy câu thơ. Dạ. Tuổi đời 3842, độc thân vui tính thẳng ngay một lòng, thuận tình thuyền sẽ sang sông, đến bờ hạnh phúc hằng mong ta về. Em ơi duyên nợ cận kề, mình cùng bấm nút mình về bên nhau ạ. Trời ơi kinh ghê. Mời bạn nam.
Hai. Rồi mời gia đình bên đàn gái. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Thu Hiền, năm nay em 31 tuổi, hiện em đang làm kế toán. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, dạ em chào chị Hồng Vân, dạ chào bạn gái bên kia, dạ chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Lốt, năm nay 37 tuổi, em quê của em là ở Bến Tre, hiện em đang làm cho công ty xây dựng. Công việc chính của em là mình coi thủ kho anh. Thủ kho là con thủ quỷ đó dạ. Em thủ kho kim bảo vệ luôn anh ơi. Trời ơi, kim bảo vệ kho luôn. Nữa đó. Không ai vô được hết trơn á. Dạ. Út Út hết luôn hay là còn Út nữa? Dạ còn Út nữa. Trời ơi. Em là Út nhất, còn Út nhì là Út hết. Thường dưới quê hay có nhiều Út lắm. Út dạ. Nhất, Út thêm, Út nữa, Út bét, Út dạ. Chót. Dạ em Út nhì, còn Út ở nhà là Út mót anh. Út mót nữa. Mót, dạ, trời ơi, thấy mót có tên Út lòi nữa. Tức dạ. Là mót cái hồi tự nhiên đâu lòi đang ông nó đặt Út lòi luôn. Lòi. Hiền, em nói một chút về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, nhanh nhẹn, hòa đồng, hoạt bát. Điểm yếu của em là nói chung là cũng hơi rụt rè, đúng đâm một chút. Em có cái tật xấu gì không? À, dạ. Có ghen tuông hay là có cọc cằn hay là này cái đó là cái tật đó. Hồi giờ em chưa có người yêu nên em cũng không biết là mình có ghen hay không, mà chắc em nghĩ ghen là em cũng ghen ngầm thôi vậy. Bạn ơi, bạn trai ơi, dạ, bạn có nghe cái câu là hồi nào giờ chưa có người yêu không? Em có nghe rất rõ. Ừ. Bạn Út sao nè? Giới thiệu thế mạnh, điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, em giới thiệu em cái nhược điểm của em là nói chung em cũng có tí xíu là nóng tính thôi chứ cũng không đánh đổi. Em sống rất là tình cảm và rất là hòa đồng, với lại em cũng rất là nhiệt tình trong công việc. Chút xíu về nấu ăn của gia đình, anh sở thích là ca hát chút xíu. Với lại em cũng có biết tí xíu về làm thơ nữa anh. Làm thơ nữa hả? Dạ. Câu làm thơ thử một câu nghe coi. Dạ. Dạ em xin đọc mấy câu thơ. Dạ, tuổi đời 38-42, độc thân vui tính thẳng ngay một lòng, thuận tình thuyền sẽ sang sông, bến bờ hạnh phúc hằng mong ta về. Em ơi duyên nợ cận kề, mình cùng bấm nút mình về bên nhau ạ. Trời ơi, cưng ghê ạ. Lý do gì mà em nói là em chưa có yêu bao giờ? Dạ, hồi xưa em đi học thì em tính em nó hiền á, nên em đi học em về nhà em cũng ít bạn bè. Xong bây giờ ra trường em cũng đi làm rồi về nhà em cũng ít bạn bè lắm chị. Sở thích của em là thích chủ nhật ở nhà mình chăm sóc nhà cửa gì đó. Nhưng mà em quên tuổi tác luôn rồi á. Em có khó tính không? Dạ cũng hơi khó tính một chút á chị. Dạ có kỹ dạ, tính không? Dạ kỹ thì không kỹ, em cũng thoải mái lắm. Ừ. Dạ anh Quyền Linh ơi, cho em hỏi là anh bên đó ảnh có hút thuốc không ạ? Anh không có hút thuốc em ơi. Em thích người cao mà ảnh cao bao nhiêu vậy anh? Anh cao 1m66 em ơi. Dạ. Anh 66 là cao á, cao cỡ chị nè. Tại vì em hơi thấp nên muốn người cao cao tí để mình sau này cải thiện như. Đừng có nghĩ là mình lấy người cao mình mới đẻ ra con cao. Dạ. Cái quan trọng là mình chăm sóc dinh dưỡng thế nào thôi. Ở bển là bao nhiêu tình trường rồi? Tình trường của em là có 2 mối tình, thì cái mối tình xa nhất là năm 2010 anh. Trong cái lúc quen với em á, là cái người đó cũng đang chia tay với cái người yêu cũ cho nên là quen em. Nhưng mà quen trong cái quá trình, cái thời gian cái người bạn gái đó là nói là chia tay với em là quay về với người yêu cũ. À, phụ nữ thấy cảm giác là mình an tâm rồi. Người này đúng là người của mình tìm, người ta không bao giờ chia tay với mình đâu. Em cứ về suy nghĩ coi mình có thiếu sót gì không? Anh nghĩ rằng có đó. Chứ mình đừng nghĩ là mình hoàn hảo quá, tại sao người ta lại bỏ mình. Hả? Như có yêu một cái người nào trong phim, trong ảnh hay là một cái mẫu hình nào dạ, trong showbiz không? Dạ có, mẫu người của em là anh Quyền Linh á. Chưa yêu người nào mẫu hình như anh vậy đó hả? Tôi nghi nghi rồi đó Linh. Trời ơi, tôi coi cái bạn này có sát. Dạ em chào chị Hồng Vân. Hiền lắm, tình cảm lắm nha. Em ơi, về tính tình thôi đúng không? Hay là về ngoại hình luôn? Ngoại hình em thích da trắng, to trắng không chị? Em nói to trắng lắm. To cao. To cao, không hói. Yên tâm, thôi quá trời luôn á. Tính tình thì điềm đạm chút, quyết đoán. Em yên tâm đi em ơi, anh rất là điềm đạm. Cái điều mà em mong muốn á, ở bên đây như hơn cái điều mà em muốn hay sao? Hiểu gì chị? Cái đó chị nói nghiêm túc. Nói nghe nè, hỏi thiệt nè. Dạ. Bạn nắm tay đã hôn ai bao giờ chưa? Nắm tay thì có rồi, nhưng mà hôn thì chưa có. Nghe cũng nôn quá, cô gái rất là năng động. Dạ. Có duyên, dễ thương. Nhưng mà... Dạ em chào anh. Chào anh gái. Bên nhà gái. Trời ơi, vậy mà sao mà ế kỳ vậy đó. Không phải ế. Chắc có lẽ là hơi khó tính thôi. Khó quá và nhút nhát quá. Dễ thương mà nhìn gương mặt rồi rất là tươi. Rồi cả một cái thời thanh xuân người ta đi học là người ta lo ta yêu thầm ông rồi. Khổ ghê vậy đó. Sao em không thích hói là sao ta? Anh thấy hói bình thường mà. Hỏi
hỏi những cái câu đó sao trả lời, nhưng tôi cũng đâu thích hỏi đâu Linh. Rất nhiều người đàn ông lúc đầu không có hỏi, nhưng sau khi lấy vợ là hỏi, thành ra không thích cũng phải thích thôi. Mà cái đó là không phải là hỏi bẩm sinh. Cái đó là hỏi nhân tạo. Hỏi bẩm sinh thì thôi, cái chuyện đó mình không hỏi. Hỏi không là do tính tình của người phụ nữ. À, em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với lại hai em gái em rể của em ạ. Chào cô ạ. Rồi chào cô. Đó mẹ cho ý kiến đi mẹ. Y chang như mẹ luôn. Ông Mai Quyền Linh đẹp trai. Mới Hồng Vân xinh đẹp. Dạ. Mình là mẹ của Hiền. Ba mất sớm rồi nó cũng ở để làm nuôi phụ mẹ để nuôi hai đứa em á. Cho nên nó không nghĩ gì hết. Tới giờ mẹ cứ suối hoài kêu con lên chương trình tìm, chứ nó làm ở trong trong công ty thì nó không có đường ông. Vậy mà khiêm tốn không chịu nói ra cái điều đó, cái nguyên nhân không phải là ế, cũng không phải là nhút nhát, cũng không phải là gì mà hy sinh để phụ mẹ nuôi em. Vậy là có hai em gái hả? Em gái của chồng hết rồi. Em gái chia sẻ chút xíu về chị đi. Dạ, thì tại ba mất sớm á nên chị đi học xong rồi chị ra trường chị lo cho hai em. Bây giờ hai em đi có gia đình rồi, cũng mong muốn chị có được một gia đình hạnh phúc, tìm được một người đàn ông biết quan tâm cho chị, chăm lo cho chị, cho chị được hạnh phúc. Tụi em chỉ mong muốn vậy thôi. Còn em gái dạ, kia? Em thấy cái người đàn ông bên đây sao? Dạ, thì em thấy được, nhưng mà anh có nhậu không anh? Anh không biết nhậu em ơi. Dạ, tại nhà em phụ nữ không hà. Anh uống nửa ly rượu vô là anh xỉn liền, anh không có nhậu dạ được. Tụi em mong muốn là nếu mà chị em tìm được người thì tìm được người mang được hạnh phúc như chị em. Rồi, bây giờ anh trai, anh đi với ai? Dạ, em đi với em gái họ với người bạn á. Rồi, em dạ, gái. Em gái. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân à. Thì bên đây chị đây thì chị rất là dễ thương. Nói chung là có một cái nụ cười rất là duyên. Em cũng mong là hai anh chị cũng tạo cho một cái mình một cái mối một cái cơ hội để mà hai bên thoát ế ạ. Cảm ơn em. Linh thấy thế này nè Vân. Hai đứa này mà lấy nhau thì số một luôn. Một người thì kế toán giữ tiền, một người thì bảo vệ không ai vô được, giữ kho luôn nữa. Kho luôn. Mở rào. Nào, hãy cùng trò chuyện với nhau. Không gian này, thời gian này là của các bạn đó. Chào em. Anh có cái món quà đầu tiên anh muốn gửi cho em. Đây là một cái sản vật của quê anh, xứ dừa quê anh, nhưng mà chính trái dừa này là do anh trồng. Dạ, yeah, rồi cảm ơn anh. Dạ, dưới đây là một cái nón lá để anh gửi tặng cho em. Sau này em có về quê hay ra nắng gì em cứ đội nón lá này lên để cho nó che nắng. Cho em hỏi là hồi nãy anh có giới thiệu là anh ở Bến Tre. Dạ, nhưng mà anh làm việc ở đâu anh? Hiện tại bây giờ anh đang làm ở Bến Lức Long An em. Là anh làm bên thủ kho hả? Anh làm giống như công ty xây dựng á, rồi anh đi theo anh coi kho rồi. Vậy là anh đi theo công trình hả? Anh đi theo công trình. Cái công ty của anh làm là những cái dự án nó ở đa số là ở Sài Gòn nhiều. Rồi cái thời gian rảnh của anh thì sao ạ? Thời gian của anh thì anh ở trong công trường ban đêm thôi, ban ngày thì anh có thời gian rảnh. Cái chỗ anh nó đang thiếu người á, cho nên bây giờ anh là phải ở đêm suốt luôn. Còn nếu mà sau này có người nữa thì sẽ luân phiên đổi ca với nhau, từng đêm một từng ngày. Dạ. Công việc của em làm ở đâu? Ở khu công nghiệp Nhị Xuân, Hóc Môn á anh. Ví dụ như hai người đến với nhau vậy là em thấy em làm rể được không? Cái gia đình của em là chỉ có một mình em thôi. Bây giờ tất cả những cái người anh mà có vợ cũng đã ra riêng rồi, cũng lo cho cuộc sống tư riêng rồi. Với người em thì nó cũng có vợ rồi, nó cũng đã ra riêng rồi. Thì bây giờ còn anh. Anh có kế hoạch gì cho tương lai của anh không? Cũng có chút xíu kế hoạch. Thì bây giờ cứ trước mắt là anh làm cái công việc này để mình kiếm thêm một cái tích góp được cái một tích lũy một số vốn nào đó. Có khả năng thì mình ở trên này, còn cái quê của mình thì ruộng đất của mình thì vẫn giữ nguyên ở dưới, thì mình cứ đi đi về về như vậy. Anh cũng suy nghĩ như vậy. Mà bây giờ em có nhà chưa? Em không có nhà chị, em thì ở quê, nhưng mà em lên đây thì em làm thì em ở nhà của công ty thuê cho em ở. Ở nhà công ty luôn. Dạ. Nếu vậy thì nếu mà em lấy vợ rồi thì tự em sẽ tính như thế nào? Em lấy vợ thì cái công việc của em vẫn tiếp tục làm ở đây. Sau này mà ba mẹ em thí dụ như cũng không được khỏe thì tụi em chạy lên chạy xuống á chị. Em làm ở đây mà trong khi chưa có nhà, tại sao không về nhà vợ ở? Ở tiện cả đôi đường không? Không, nếu như vợ đồng ý thì nếu mà về nhà vợ ở thì cũng càng tốt chị. Hay đó. Còn cái tình hình mà ba mẹ sau này giống như cái sức khỏe nó cũng không được tốt á thì mình sẽ về tới lui để mình thăm chăm nom với cha mẹ. Đương nhiên để rồi. Mình trả em hiếu có ở đâu em mẹ. Cũng vẫn phải chăm cha mẹ em. Em gái thấy sao nè?
nếu anh đi theo công trình thì em cũng hơi ngại. Không sao đâu em, tại vì anh nói lúc nãy anh cũng có nói rõ anh rồi. Anh có lăng nhăng không? Không, thì bây giờ anh nói thì em cũng tin anh thì đúng cũng rồi. Khó tin, nhưng mà cái thời gian mà khi mà em tiếp cận với anh á thì cái điều đó thì em sẽ hiểu được anh, chứ bây giờ anh nói thì em cũng không thể nào em tin hết anh được. Thực ra là làm cái nghề nào thì cũng phải đi làm thôi bé. Yeah. Vấn đề ở đây là bạn đó khi mà yêu nhau, tìm hiểu nhau á, thì bạn có đủ tạo cho em cái niềm tin là bạn là người chung thủy anh hay không cứ thôi? Nghĩ là quan trọng là chứ mình còn... bây giờ mình đến với nhau là mình có một cái sự yêu thương để chia sẻ, để chăm sóc và để hiểu nhau rồi mình mới có thể mình đi bước đến một cái hạnh phúc. Mình không thể cầu toàn được đâu bé. Thích nghe hát không? Dạ thích. Dòng nhạc nào? Nhạc trẻ ạ. Nhạc trẻ. Bolero thích không? Dạ có. Thích là em hát bolero được không? Hát bài nào ngọt ngọt đi. Dạ bolero ơi, thì em hát đêm làm một bài ngay và liền em. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài xu bụi ngồi, bao năm giấc xa mưa nắng ngược xuôi. Vậy anh xin hát ạ. Nãy em tên gì anh quên? Dạ em tên Hiền. À anh tên Úc. Nào để tay vào nút bấm đi. Hãy chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Hay quá. Rồi. Ốc rồi. Mừng lắm. Vui. Vui rồi đó. Nắm tay cho các bạn. Thật sự á, hai bạn hợp. Nào. Cái nụ hôn đầu tiên. Đầu bên tôi đó nghe. Xin phép bác với hai em để cho con có một nụ hôn để con hôn Hiền. Dạ, đầu tiên luôn đó. Đầu đời luôn đó nghe. Mập áp không? Không? Mập áp không? Có trúng không Út? Dạ có. Trúng không? Có. Trúng không? Trúng chưa? Trúng hả? Chưa trúng chứ. Chưa trúng. Út này kia. Không lại không trúng đâu mà Út. Út lo kỳ quá. Út lo kỳ quá. Đó, đúng rồi. Chứng kiến rồi, trúng rồi. Bạn em chia tay mà em không biết lý do. Em muốn khi 30 tuổi em lấy vợ. Dạ, em thích ăn, thích ngủ. Cá tính một tí và năng động. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Em chào chị Cát Tường. Chào em. Dạ, em chào anh Quyền Linh và tất cả các quý khán giả có mặt hôm nay. Chào bạn. Trước tiên thì cho em xin gửi đến chị Cát Tường món quà nhỏ. Rồi, chị cảm ơn em. Đây là món quà và cũng là hay đó là để nói lên cái quê hương của em. Đó là xứ sở của kẹo dừa. À, bánh tè hả? Dạ. Rồi, bây giờ giới thiệu tên tuổi đi. Em tên là Huỳnh Lê Thúy Oanh. Năm nay em 25 tuổi và hiện đang công tác trong ngành may. Mời bạn trai. Em tên là Nguyễn Minh Khôi ạ, làm IT ạ, giờ em 28 tuổi ạ. Đẹp trai nhỉ, phong độ, nhưng mà tại sao mình không tìm được người yêu? À, môi trường làm việc của em ít bạn nữ ạ. Bạn cũng phải có đi ra ngoài, bạn gặp nhiều bạn nữ chứ. À không, em làm IT, em làm ở công ty, em làm phần mềm, làm web. Nhưng mà không lẽ ngồi suốt công ty không có về đi về? Về nhà thì ở nhà thôi, không đi đâu ạ. Có quen được mối tình nào chưa? Dạ chưa ạ. Thiệt luôn á hả? Dạ thiệt ạ. Cảm tình bạn anh như vậy sao? Dạ hai chị, mối tình đầu là từ hồi cấp 3. Cái mối tình thứ hai thì là cũng trong thời gian còn là sinh viên. Yêu nhau được khoảng nửa năm thì bạn em chia tay mà em không biết lý do. Đến giờ em cũng không biết lý do nữa. Có nghĩa là hai mối tình đều chia tay mà không biết lý do. Cái đầu thì chắc là hai đứa còn trẻ con quá. Còn cái thứ hai thì mới là không biết lý do. Tới giờ này cũng chưa biết lý do luôn. Dạ chưa, người ta có vợ có con rồi. Ưu điểm của bạn là gì? Dạ em thì khá là hoạt bát, lanh lợi và nói cũng nhiều. Nói chung là em đi đâu em cũng lôi kéo được đồng bọn về cho mình. Còn khuyết điểm? Dạ khuyết điểm chắc cũng nói nhiều đó chị. Bao lâu rồi không có bạn trai? Dạ khoảng 5 năm rồi chị. Bao lâu thì kết hôn được? Dạ khoảng 2 năm. Ở bên kia thì muốn bao lâu nữa mình kết hôn được vậy em? Em muốn khi 30 tuổi em lấy vợ. Là 2 năm nữa? Dạ. Có phải tiêu chuẩn mình cao quá nên mình chưa tìm được yêu không? Khi ai hỏi em người bạn gái lý tưởng của em sẽ nói là Ngọc Trinh. Mà nãy em đi ngang em thấy chị Cát Tường xinh quá, chắc giờ là chị Cát Tường. Bạn không thích điểm nào ở người bạn gái? Hơi hiền quá em không thích. Em thích ở bạn gái mình điều gì? Phải cá tính một tí và năng động một tí. Mình có những cái ưu khuyết điểm gì? Khi đã quyết tâm làm việc gì thường em sẽ theo đuổi mục tiêu của em đến cùng. Khuyết điểm?
hình như em diễn tả cái lời nói của em hay là em muốn người khác hình như hơi khó. Không diễn tả được những cái gì mình suy nghĩ. Đúng đúng, dạ. Nãy giờ mình cũng có cảm giác như vậy. Sở thích của mình. Dạ, em thích ăn, thích ngủ chị. Đôi khi thì cũng thích trở về cội nguồn với những nơi mà nó có cái nét thơ mộng và nó cổ xưa một chút. Có nghĩa là thích đi du lịch, tự nhiên trở về cội nguồn, chị tưởng nó thời ăn long ở lỗ hay dạ, cũng được đó chị. Chắc mà kiếm được chỗ đó em cũng ráng về. Có không? Dạ. Rồi nhớ rủ anh đó đi với nha. Không biết anh chịu không, chị thấy khó quá. Bạn gái bên kia là quê Bến Tre, còn bạn là quê đâu? Dạ, em quê ở Kiên Giang ạ. Em theo gia đình 10 năm rồi. À, tức là gia đình ở đây hết luôn? Dạ. Bây giờ mà ở thành phố Hồ Chí Minh nếu lấy vợ thì ở đâu? Có nhà riêng ạ, phải lên kế hoạch để mua nhà. Là lên kế hoạch là như thế nào? Em hạn mức là nhà chung cư 600 triệu đi. Và mỗi tháng mình trả bao nhiêu đó? Một tháng 12 triệu đi. Góp với tiền lời với chi phí chắc là 20 năm xong trả xong căn nhà. Nhưng có đủ chi phí để góp hàng tháng chưa? Cái này phải cố gắng nhiều ạ. Cố gắng nhiều đúng không? Dạ. Rất là thà. Thôi để xem cô gái như thế nào nha. Chào anh. Chào bạn. Bến Tre rất dễ thương hả? Dạ. Cảm ơn bạn. Dạ. Kẹo dừa đúng không? Dạ. Cô gái này, ai đứng như bóng dừa hả? Lên thành phố lâu chưa? Dạ 7 năm rồi anh. Bây giờ ở với ai trên đây? Dạ em sống với chị hai với em của em. Còn ba mẹ dưới Bến Tre? Dạ. Ở tại Bến Tre hay là ở đâu? Dạ ở Chợ Lách anh. Chợ Lách rồi, cũng gần Bến Tre mà cách mười mấy cây thôi. Dạ anh rành dữ. Rồi cảm ơn em. Kế hoạch của bạn trai đó là mua nhà trả góp 20 năm thì em thấy sao? Dạ hơi lâu quá chị. Em phụ em góp chung cho nó lẹ. Dạ chắc rác cho thành 10 năm thôi rồi mà chị. Hôm nay em tới có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có, chị có em họ với lại các bạn của em. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Rồi chào em. Em thấy anh này thì cũng gọn gàng sạch sẽ. Tính tình thì cũng thích người hoạt bát. Chị em thì thuộc loại rất hoạt bát. Em ủng hộ. Dạ cái đó thì phải tùy vào tính cách. Ủng hộ không ấy đó? Dạ ủng hộ. Ủng hộ rồi vậy được rồi. Cái mẫu người bạn trai lý tưởng là người như thế nào? Dạ em mong là bạn trai của mình sẽ lớn hơn em 4 tuổi trở lên, có thể dẫn dắt em cũng như là suy nghĩ được những cái gì mà nó tốt cho cả hai. Thứ hai là em thích phải cao một tí để có cảm giác là giống như là được bảo vệ hơn. Một người không bị hói chị. Không bị hói. Dạ. Em chào chị ạ. Em có hồi hộp dễ sợ. Trời ơi cảm ơn nghe, hôm nay có lộc quá. Ủa chị nhận quà của em hói chị cũng ngại. May quá. Cũng được. Thôi ngồi xuống đi. Dạ em cảm ơn. Cao nhiêu? Dạ 1m7 á. 1m7 sao thấy lùn vậy? Tại đi giày thấp á. Có khai giang không? Dạ không ạ. Chứ không lẽ con trai muốn mang giày cao gót? Thấy chưa? Em tự nhiên cái tường chi vậy chứ làm khó em đó. Quên. Trời dễ thương quá, ngồi xuống. Trời ơi cảm ơn. Lấy chị cái tường ra làm chuẩn à. Làm khó em út nữa. Ủa mà sao tự nhiên đổi ý lấy chị ra làm chuẩn vậy? Tại thấy chị xinh ạ. Xinh thôi hả? Chỉ cần xinh là được hả? Cô này xinh lắm. Nhưng mà phải có cái bên trong nữa. Cái xinh mới bên ngoài thôi. Hy vọng là nhận quà của hai người xong sẽ tác hợp được cho hai người. Chứ không nuốt cục kẹo dừa cũng trôi. Nói chung là đẹp trai, dễ thương, không có hói. Nên yên tâm đi. Ủa bạn Nam có đi với người nhà không? Dạ có. Em có đi với anh sếp của anh với mấy bạn đồng nghiệp ạ. Sếp thấy sao? Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Cảm nhận hôm nay thì em thấy là hai bạn này có một cái phần bù cho nhau ấy. Cái gì mà Khôi còn thiếu và những cái gì mà Khôi chưa có được thì bạn nữ đã có, và có những cái gì mà Khôi có thì bạn nữ này sẽ bổ sung rất là tốt cho nhau. Em làm việc với Khôi cũng hơn một năm rồi thì Khôi là một người rất là có tài, người sống nội tâm. Em lại là một người sống hướng ngoại. Hai người anh nghĩ đều là người sống sâu sắc đấy. Các em sẽ dành thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nếu hai người đồng ý bấm nút thì sếp cho nghỉ mấy ngày. Cái này thì hai người sẽ thỏa thuận với nhau, và nếu mà Khôi mà có khả năng mà tìm được bạn gái mà đồng ý lấy Khôi đi luôn là cũng ok ạ. Rồi cảm ơn bạn rất nhiều. Đồng ý. Thôi bây giờ chúng ta kéo màn lên, hai người chuẩn bị gặp nhau nha. Đấy, sếp là bật đèn xanh rồi đó nha. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Có mất quà kìa. Dạ em cảm ơn. Trao đổi 2 chiều quá. Giống các người hay giống Ngọc Trinh? Hình như giống Ngọc Trinh hơn á. Có vẻ như anh cũng hơi khó đúng không anh? Dạ mình... Dạ khó. Em sợ mình không đủ hoàn mỹ. Em có những lúc không kiềm chế được bản thân để làm ra những chuyện nó hơi điên. Mà anh có chịu nổi không anh? Anh sống nội tâm, anh rất là trầm. Em điên cỡ nào cũng không sao. Anh nghĩ như thế nào về em? Chút. Tốt chỗ nào? Điên rất là tốt. Sếp em dạy á, khi mà người ta nói good á, có nghĩa là nó chỉ ở cái dạng khá khá thôi. Khi nào mà excellent nó thật sự là tốt. Và mình chưa biết chỗ đó. Excellent ha. Thôi giống ép quá à. Hỏi chuyện có lấy nhau rồi làm dâu đồ sao, hỏi đi cưng.
Dạ em thấy nãy giờ em hỏi nhiều quá anh chưa hỏi. Mình tất cả đều đồng ý hết, bạn cứ hỏi trả lời. Giờ lấy nhau vậy có phải làm dâu không? Từ nhỏ anh sống với mẹ anh và mẹ anh cũng không làm dâu gì hết. Và anh thấy là con dâu mà ở với bố mẹ chồng thường có vẻ như không tốt. Mẹ anh thì không ở với bố mẹ chồng và cũng... cái quan hệ nó rất là tốt. Cũng hên xui lắm anh. Lấy gương từ mẹ là sống hạnh phúc. Mình cũng để cho vợ mình hai chồng hạnh phúc ra riêng ở. Dạ. Bây giờ nếu mà vợ với mẹ hai người cãi nhau mà em đứng chính giữa em xử trí thì sao? Ngay khúc đó em xử trí thì sao? À, em đi ra chỗ khác. Chết rồi. Mình nói nó không hay, thường mình là đổ dầu vô lửa không mà mình nên tránh xa. Nhưng mà nếu mà con dâu trong nhà mà cãi với mẹ chồng, to tiếng với mẹ chồng thì như là đâu có được chả? Không có to tiếng, kiểu như âm ỉ đó rồi mình không xử lý hả? Tốt nhất là nên bộc lộ. Khi em to tiếng cãi tranh luận vấn đề phức tạp đến mấy, nó phải ra cuối cùng, nếu không hai mẹ chồng nàng dâu nó cứ phức tạp hoài đến một lúc nào đó còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng nên bộc lộ ra cái gọi là cảm xúc của mình á, thì mình là một người nhỏ hơn, và trong khi mẹ thì lớn hơn, thì cái vấn đề đó nó đôi khi nó sẽ liên quan đến đạo đức về lễ phép. Thì anh nghĩ là bộc lộ thì nên bộc lộ như thế nào ạ? Tốt nhất là nói gì cũng được, không được hỗn là được rồi. Tức là quan điểm có trái nhau nhưng mà không được phép hỗn. Vậy hơi khó anh. Không khó. Xung đột nhiều quá thì nên im lặng. Lúc mà mình nóng giận nhiều khi mình sẽ nói sai. Khi mà cả hai im lặng thì anh sẽ làm gì? Anh cũng im lặng luôn. Vậy là chết. Mình xem người ta nói là mẹ chồng với nàng dâu cãi nhau kịch liệt quá, thường người con trai phải đứng về phía mẹ. Khi ra chỗ khác thì dỗ dành vợ sau thì nó tốt hơn. Chứ nếu mà đứng ở phía vợ luôn thì lúc đó cái mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu và nó sẽ càng nhiều lên. Không đúng. Ta nói một câu gì đó về tình yêu đi. Khi gặp em thì anh cảm thấy là mình không thể nói lên lời. Em cũng nhìn thấy anh rồi đấy, không biết nói gì cả. Tức là người này có vẻ như đúng là đối tượng của mình rồi đấy. Mình sẽ bắt đầu từ một tình bạn và hy vọng là tình bạn đó sẽ dẫn đến nhiều kết quả tốt đẹp hơn. Hết thời gian. Bây giờ bạn Nam cảm giác như thế nào? Hình như cái tiếng tim đập nó chậm hơn tim của mình. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng chàng trai nha. Chiến thắng rồi đấy. Khi bạn gái bấm nút mà nhìn thấy màu đỏ rất là sung sướng đúng không? Dạ. Cảm giác nó lúc đó thế nào? Như mình mới leo được đỉnh núi Everest. Không có núi nào lùng như em đâu anh. Tay nắm tay nhau để cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau.